Rồi, đây là tập tiếp theo của San Diego Zoo. Bây giờ mình tiến hành vô cái khung chỗ này, nó gọi là Africa Rock. Africa Rock là nó có mấy con ở Africa hay là có rock không? Hả? Đây, đây là cái động mê cung của Africa Rock đây. Giờ đi vô. Vô có gì đây? À, chắc có mấy con penguin đồ anh. Hả? Ồ, cá. Hey, hey. He freaking lied to us. Cá quá đẹp luôn. Hey, hey, Thái, Thái, một luồng cá luôn rồi Thái. Hey. À, trời đẹp không? Quá wow, trời. Beautiful á, wow, nó đi ra con. Tụi Thái nhả ra đây hả, chặt mấy con cá ra. Ây dồ. Màu đẹp quá, nó đi một hơi vậy á. Con Lucky á, nó đang đi á con. Đỡ. Chứ. Nó kêu gì là cái gì? School fish hả? Là đang đi học á hả? Mấy con cá đang đi học á hả? Nguyên đàn cá vậy là mình gọi là school fish. À. School fish là giống như học sinh nó đi hả? Một vàng đại đội này, để coi cá này tên nó gọi là hả, cái gì, à cái gia đình này nó sponsor cho cái khúc chỗ này, nó gọi là Tappan Family. Nói chung người nào giàu có thì họ cho tiền đó, cho nên khi mà cho tiền họ bỏ vô để cái bảng này để cho mọi người coi biết. Hết rồi, nó đi học nó xong rồi. Nó đi học xong rồi. Thái, this way con. Này là mình đang ở cái chỗ này là cái động của con này hả? Finbos hả? Finbos. Không nhận. Sở thú đây là lớn nhất đó phải không anh? San Diego Zoo đó không? Của Cali mình đó phải không? Một trong những sở thú lớn ở khu mình thôi. Khu mình á thì khu Cali mình á đúng không? Southern California. Còn sở thú nào nữa? Cali mình có sở thú nào khác nữa? Nhiều lắm, nhưng mà cái này ở đây nó có nhiều animal. Coi vậy mới đã. Coi mấy chuồng coi thôi. Hết. Mất tiêu. Anh phải để ý nó chạy nha, có nhiều hướng quá rồi không biết hướng nào luôn, lạc luôn, xong luôn. Đi tìm trẻ lạc luôn. Đây, con penguin. Habitat. Con này nó ở đây đây. Nó mua đâu? Penguin, like the bear area. It's so weird, like all penguins, like the bear area. Đúng rồi. He likes to see penguins. Nó mua đi hả? Yeah. Tại vì hồi nãy mình thấy anh kia. À, nó sợ con bé ăn á hả? Không, nó mua đi. Mua đi đâu? Lúc nãy mới ra đó. Well, if you move it, don't get bear see it. They shout, if the bears and the penguins. Bởi, không có make sense hả? Chị bông, cái bông đang quay về. Đi rồi, đang quay, đang đi. Bông nào đâu? Bông này là bông gì vậy mà hả? Nó nở vẫy, đừng, đừng. Don't touch. Bông đẹp không? Ê, cái đá này lá để làm gì vậy? Sao mà đá nó chất trong chồng vậy? Mấy người
donation đó hả? Rồi nhiều người donation quá nó trồng lên vậy hả? Nhiều người cũng yêu thiên nhiên, có tiền. Ai mà đi xe bus trên này thì nó nói cho mình nghe à, hả? Nhưng mà mình không có cơ hội đi. Ủa hôm nay trời rất là đẹp luôn á hả em? Đi thấy đã hả? Không có lạnh mà. Con này là con small scale hả? Ở đây nó chuồng của con này nè. Small scale tiếng Việt mình nói là con giống như nó giống con gì vậy? Con này nè. Vì nãy nó đang moving mà Con rùa đâu vậy? À thấy là hai rùa rồi, hai bà rùa rồi. Đã. Bà hay ông thì không biết, nhưng mà đó hai rùa rồi đó, hai ẻm à. Còn con kia sao nó, con ơi con kia là đứng cứng ngắc luôn, bất bình tán động luôn nè. Con nè. Đó. Cái gì vậy? Hai ông xã. Xã đang quay. Thác nước đẹp quá. Con gì mà sao được một cái hồ nước tắm đã luôn. Cái này chỉ là chắc cảnh thôi hả? Tưởng có con gì mà cái này là VIP lắm luôn á. Nó nhả thái kìa, đừng có chạy á. Đây là tháp nước Friend của Đà Lạt nữa. Nó gọi là Habitat and Fall. Đây, cái con này con gì vậy? Lemur. Con gì? Lemur. Cái này là nè, cái đó đang bốn người. Con Ring-tailed lemur là con đó đó, con để mình đang coi nè. Đó, nó có cái ring tail. Ủa, nó có cái ring tail, cái tail đó nè. Thái lúc nó đều different nè, con cái tail đó nè. Đi. Tail nó dài. Cái tail nó dài quá hả? Rồi, qua đây. Chúng mình đang coi sở thú San Diego. Con gì vậy nhà Thái? Fossa. Ủa Fossa là hồi đó giờ mình có thấy chưa? Con thì thấy rồi, nó đang nằm ngủ hả? Nói chung hôm nay cũng có nhiều con, nó cũng đang thức nó cho mình chơi á hả? Action á hả? Đâu rồi, nó đâu rồi? Nó đây nè, ẻm đây nè. Có khi nào nó rớt luôn camera của anh. Lemur luôn hả? Nè nè, đang quay á nha, đừng có coi chừng nó đang ấy. Nhiều con hôm nay nó vào quá trời kìa.
hôm nay nó thấp nhiều lắm á. Trời đẹp em, nó cũng ra giống em vậy nè. Mình ra đó cũng ra rồi. Trời đẹp. Chim hót bà con đi, mình cũng đi, mấy con thú nó cũng ra. Còn hai đứa con nó ạc sai được ghê chưa, chạy. Nó đang ngó, nó đang tìm. Em đang tìm mới thấy hả? Hi. Hi anh cameraman. Hi nào. Kì thái trên kia kìa. Trong đó là gì vậy? Vô trong đó là gì kìa? Vô thử không? Mà cái đó là gì? Bên kia con. Đi vô đây cái lồng của em chim nó bay. À. Đi vô đây. Đi đơn vị nó không cho nó bay ra đó. À mình làm như mình vô lồng chim luôn không? Hay á. Thằng kim nó nhốt trong này á hả? Là nó bay tới vậy à? Coi đây, ô, coi đây thấy không? Mình vừa vô đây mình thấy có mấy con kim nó bay trong này luôn. Đi vô lồng kim luôn. Coi, kim nó bay trong vòng vòng mình nè. Ai muốn thiên nhiên đó? Coi, coi như nó bay ở trong này đó, ở trong cái lồng á. Hay hả? Hả? Khói quá trời luôn kìa. Thích quá trời luôn. Cá quá trời. Ôi Thái con muốn nhà mình nuôi con cá này. Mấy cá loại đó đó con đọc đi con thích á. Nhớ đừng có bỏ tay vô miệng nha Thái. Đây con chim ở đầu quá. Bên lỗ. Nói chung ở đây mình với chim chung một lòng. À, xong mình đi vô nó còn để cái cửa cho người đi ra nè. Đó, chim thì nó chạy trong nè. Hey, chim nó đang bay đây ha. Ai muốn thiên nhiên ngồi đó, chim nó cứ bay vòng vòng ha. Nó bay ra. Mình nó không bay ra tại nó có cái lồng mà. Nó che. Mình ở trong cái lồng chim. Mấy vách đá đó phải không? Đó nó trong à, coi nè. Mấy cái lỗ trong cái vách này là mấy con cái chim nó làm ổ trống luôn hả? Thì nó đẻ luôn hả? Nó đẻ con hổ luôn hả? Ây da da. Đời đó để mấy mi quay con chim. Đó quay. Đó con chim nó vô nè. Nó làm ổ rồi đó, thấy chưa? Chim đẹp quá hả? Mấy cây nó đậu trên kia dễ thương quá kìa. Thái qua đây nó đậu nguyên một cây luôn nè, cho bên đây nè. Hả?